Xin chào tất cả mọi người, mình quay trở lại với một cái video mới đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề về con ốc tô quang. Cho một số những anh em nào mà quan tâm và chưa hiểu rõ về ốc tô quang thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mô tả cái nguyên lý, cái cách mà người ta tạo ra một ốc tô quang. Đây là những cái con ốc tô quang thông thường, ví dụ như là con L817 hoặc là những cái con 816 hay là một số những con ốc tô quang khác nó có cái đầu ra là bằng con Diac lái cho Triac. Còn những con này là con đầu ra là Transistor. Thì vậy thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video làm một cái con ốc tô quang nó ở một cái thể khác tương tự hoạt động giống những cái con như này. Mình sẽ sử dụng với một con quang trở. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là cái con quang trở, hay còn gọi một cách khác đó chính là con cảm biến ánh sáng. Thì con cảm biến ánh sáng này nó sẽ thay đổi cái điện trở ở hai đầu này bằng cái ánh sáng chiếu vào cái mặt này của nó. Cái con quang trở thì nó cũng có rất là nhiều loại khác nhau, và cái loại thông dụng nhất thì nó cũng dạng tương tự như thế này các bạn. Nó có rất nhiều trong những cái thiết bị đèn ngủ từ Trung Quốc có giá rất là rẻ, và một số những cái cảm biến bật tắt bóng đèn ngoài trời nó cũng sẽ trang bị những con cảm biến tương tự như thế này. Và con cảm biến này thì mình mua của nó ở trên Shopee, nó có một cái giá bán 2.000 đồng từ một cái trang bán linh kiện.com này các bạn. Đó, quang trở hay còn gọi là cảm biến ánh sáng. Thì trước khi mà thực hiện làm một con ốc tô quang bằng cái quang trở này thì mình sẽ đo cho các bạn thấy cái nguyên lý hoạt động của con quang trở này đã. Nó sẽ thay đổi cái điện trở trên hai cái đầu cực bằng cái ánh sáng tiếp xúc với cái mặt trên con cảm biến này. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thấy nhé. Cái con cảm biến ánh sáng này nó sẽ là cái điện trở chứ nó không phải transistor. Bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ bật nước nhân 1K này cho que đo đồng hồ vào hai chân quang trở, thì các bạn thấy rằng quang trở sẽ lên như thế này. Đối với những cái ánh sáng ban ngày ấy, thì cái điện trở hai cực này nó sẽ rất thấp. Ví dụ như ở đây nó chỉ khoảng 2 kilo ohm. Bật nước nhân 1K ở số 2, khoảng số 2 thì nó là khoảng 2 kilo ohm nha các bạn. Và khi mà cái trời mà nó tối đi, tức là cái ánh sáng chiếu vào cái con quang trở này thì cái kim đồng hồ nó sẽ về thấp. Và cái điện trở khi mà nó trời nó tối hẳn thì nó cũng rất là cao. Nó có thể lên tới hàng một vài mê. Đó. Thì đây chính là cái nguyên lý của con quang trở. Và người ta cũng dựa theo cái nguyên lý này để mà phát triển một số những cái mạch điện cảm ứng ánh sáng rất là hay, cũng rất là đơn giản thôi. Trên cái kênh của mình cũng đã có rất là nhiều những cái mạch điện tương tự như vậy. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang nó ra để làm một cái mô phỏng về cái con ốc tô quang. Đó. Cái điện trở thì bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thấy thử. Khi mà đo bằng đồng hồ số này, nếu như mà nó tối hoàn toàn thì nó có thể lên tới một vài mê. Còn nối với ánh sáng như thế này thì các bạn thấy rằng nó khoảng ở 2K2. Khi bịt tay vào lập tức nó lên đến tận vài chục K luôn. Và nếu như các bạn sử dụng một cái băng dính đen hoặc là khi mà nó ở trong môi trường tối đen thì nó sẽ cái điện trở hai cực này sẽ rất là cao. Đây các bạn có thể thấy rằng đây là nhiệt, đây là ánh sáng ban ngày. Khi mà đã bịt băng dính đen thì nó cũng lên tới khoảng 200K rồi. Đó. Và để làm được một con ốc tô quang thì mình sẽ sử dụng thêm một cái con linh kiện nữa. Đó chính là một cái con bóng đèn LED. Con bóng đèn LED này nó sẽ có cái nhiệm vụ là phát ra cái ánh sáng chiếu vào cái mặt nhận diện ánh sáng này của con cảm biến, và nó sẽ được đấu như này. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái quả pin này để thử một cái đèn LED này đã. Đèn LED thì khi mà đèn LED mới thì cái chân dài nó sẽ là dương nguồn cho các bạn. Còn nếu như mà chúng ta nhìn vào cái bóng ấy thì cái bên mà nó có cái phần cực nhỏ này này là cái phần dương nguồn đối với bóng LED thông thường, còn trừ một số những loại đặc biệt thì nó lại có cái chiều ngược lại. Đó. Bóng LED này thì chúng ta sẽ không thắp thẳng bằng một cái quả pin 3,7V được, mà chúng ta cần phải qua một con điện trở để hạn dòng cho bóng LED, không thì nó sẽ đốt bóng LED này ngay lập tức. Đây các bạn có thể thấy rằng khi mà có điện trở này sẽ thắp được bóng đèn LED như này.
Và cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ làm cho nó chiếu cái ánh sáng đỏ này vào cái phần cảm biến của cái con cảm biến ánh sáng này, quang trở này. Khi mà mình tắt đi thì cảm biến này nó sẽ ở cái mức độ là cái điện trở rất là cao, lên tới hàng vài trăm kilo ôm hoặc là vài mê. Nhưng khi bật cái bóng đèn đỏ này sáng lên thì cái điện trở của nó lại giảm xuống còn khoảng 1-2K. Thì lợi dụng theo cái cách này mà người ta đã làm ra những con ốp tô quang để lái cách ly hoặc là điều khiển cách ly từ đầu vào sang đầu ra. Ví dụ như là đầu vào là điện áp thấp ở bình ắc quy. Còn một cái phần nữa thì nó lại là cái điện áp 220V. Người ta muốn cách ly để nó không gây ra cái hiện tượng giật điện khi tiếp xúc. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm như thế này. Với một cái vỏ bọc bên ngoài là màu đen xì. Và một đầu là quang trở, một đầu là bóng đèn LED. Nguyên bản thì bây giờ mình sẽ đo thử cái đồng hồ này ở mức độ nhân 1K. Đối với cái cách mà làm như này thì nó tạo ra được một ốp tô quang là bằng điện trở chứ không phải là transistor, không phải là bằng đi ắc. Vì vậy mà nó sẽ lái được rất là nhiều những cái mạch điện khác nhau. Đi ắc thì nó chuyên lái cho dòng tri ắc. Còn transistor thì nó lái cho nhiều thứ. Ví dụ như những mạch nguồn xung nó có hồi tiếp hay là đóng cắt cho MOSFET. Còn những cái quang trở này thì nó sẽ sử dụng được cho hầu hết các loại mạch điện như vậy. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho bóng nét này và đo cái điện trở ở đây cho các bạn nhé. Do khó thao tác nên mình sẽ cắm trực tiếp cái bóng đèn LED này cho nó sáng đỏ trước và đo cái điện trở. Sau đó mình sẽ rút cái bóng đèn LED này ra để xem cái độ thay đổi về điện trở ở đây. Đây các bạn thể thấy rằng điện trở của nó về 1K. Và bây giờ mình sẽ rút thử này. Đó, các bạn thể thấy rằng khi mà rút bóng đèn này ra, có nghĩa là không còn cái tín hiệu điều khiển cho cái con quang trở này nó chạy nữa, thì điện trở nó sẽ về rất là cao, lên đến 15K hoặc là vài chục K. Còn khi có bóng đèn, đây mình sẽ giữ giữ cái này cố định vào đây. Đó, mọi người có thể thấy cái bóng đèn LED này, khi sáng thì kim đồng hồ về xấp xỉ về về không. Khi nhả ra thì kim đồng hồ sẽ về cao, về mức ôm cao. Đó. Thì lợi dụng cái điểm này thì chúng ta có thể điều khiển một cái mạch điện nào đó cách ly. Đó. Đối với các con ốp tô quang thì nó cũng dựa theo cái nguyên lý tương tự như vậy. Thế nhưng mà cái đầu ra này nó không dùng quang trở mà nó có thể là sử dụng bằng transistor hoặc là sử dụng bằng đi ắc. Nó cũng sẽ có cái cảm biến như này và nó có hai cái phần riêng biệt nha các bạn, không có liên quan gì đến nhau. Nó chỉ truyền cái tín hiệu bằng ánh sáng, chính vì vậy nó là cách ly nên nó sẽ không truyền cái điện từ cái phần nào sang phần nào cả. Đó, đây chính là một cái nguyên lý của con ốp tô quang cơ bản. Còn về ốp tô quang thì nó sẽ có rất là nhiều loại khác nhau. Có những con ốp tô quang thì nó có bao gồm 4 chân, có con thì 6 chân, thậm chí có con 8 chân và thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Đầu ra là transistor hay đầu ra là đi ắc hoặc là một số những cái đầu ra khác mà mình có thể còn chưa biết đến. Và ngày hôm nay video này thì mình sẽ làm về cái nguyên lý của một con ốp tô quang cơ bản thôi để cho các mọi người có thể biết được. Đó. Và sau những cái video như này thì không biết rằng là các bạn sẽ muốn mình làm thêm một cái video nào nữa về những con quang trở như này, về những cái mạch điện gì thì hãy để lại những cái bình luận ở dưới những cái video. Thì với mình khi mình đọc những cái bình luận đó, mình cảm thấy rằng những cái video nào mà nó có ích này, có cái sự ứng dụng cao này thì mình sẽ làm video về những cái yêu cầu như vậy. Còn video ngày hôm nay thì mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này đến giây phút cuối cùng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.